dạy trong đời, đừng nghĩ ác hại ai, nghĩ thiện được phước, nghĩ ác nhận họa tai. Phật dạy trong đời, đừng nghĩ ác về ai, anh em mắt thấy vẫn có thể là sai. Làm người tu Phật, kiểm soát ý của ta, nghĩ thiện gần Phật, nghĩ ác gần tà ma. Hành động gây nghiệp đều do ý mà ra, ý luôn lành thiện, nghiệp ác sẽ rời xa. Con học theo Phật, rời xa ác ý, quan sát cuộc đời bằng tuệ nhãn thiện lương. Mang tâm bao dung, nghe bằng tình yêu thương, góp nhặt tư lương trong vô thường đời sống. Con trồng nhân lành vào trong căn ý, chăm sóc linh hồn bằng suy nghĩ từ bi. Chăm bồ đề tâm, nhổ sạch tham sân si, mang niềm an vui dưỡng tánh nuôi tâm Phật. Phật dạy nghĩ thiện, đừng nghĩ ác về ai, dù tai nghe mắt thấy vẫn có thể là sai. Nghĩ điều lành thiện, gặp được nhiều duyên may, dù chung sâu ác, tâm vẫn thiện mới hay. Làm thiện nghĩ thiện, dù phước chưa tới tay, nhưng mà buồn lo, nghiệp ác đã rời đây. Nghĩ điều bất thiện, quả ác chưa tới nơi, nhưng mà an vui phước đức đã đi rồi. Phật dạy nghĩ thiện, đừng nghĩ ác về ai, dù tai nghe mắt thấy vẫn có thể là sai. Nghĩ điều lành thiện, gặp được nhiều duyên may, sống chung sâu ác, tâm vẫn thiện mới hay. Làm người tu Phật, kiểm soát ý vào ra, nghĩ thiện gần Phật, nghĩ ác gần tà ma. Hành động gây nghiệp đều do ý mà ra, ý luôn lành thiện, nghiệp ác sẽ rời xa. Dạy nghĩ thiện, đừng nghĩ ác về ai, dù tai nghe mắt thấy vẫn có thể là sai. Nghĩ điều lành thiện, gặp được nhiều duyên may, sống chung sâu ác, tâm vẫn thiện mới hay. Làm người tu Phật, kiểm soát ý vào ra, nghĩ thiện gần Phật, nghĩ ác gần tà ma. Hành động gây nghiệp đều do ý mà ra, ý luôn lành thiện, nghiệp ác sẽ rời xa. Con học theo Phật, rời xa ác ý, quan sát cuộc đời bằng tuệ nhãn thiện lương. Mang tâm bao dung, nghe bằng tình yêu thương, góp nhặt tư lương trong vô thường đời sống. Con trồng nhân lành vào trong căn ý, chăm sóc linh hồn bằng suy nghĩ từ bi. Chăm bồ đề tâm, nhổ sạch tham sân si, mang niềm an vui dưỡng tánh nuôi tâm Phật. Nghĩ điều bất thiện dù chưa ác báo, những niềm an vui hạnh phúc đã vụt trôi. Nghĩ thiện hạnh thiện dù phước chưa tới nơi, nhưng mà buồn lo nghiệp ác đã xa rời. Nghĩ thiện hạnh thiện được phước bao duyên may, nghĩ điều bất thiện nghiệp ác sẽ bủa vây.
con nguyện tu tâm thiện ý nghĩ từng giây, cứ suy nghĩ thiện trong suốt cuộc đời này. Con nguyện học Phật thiện ý nghĩ từng giây, giữ tâm nghĩ thiện trong suốt cuộc đời này, giữ tâm nghĩ thiện trong suốt cuộc đời này.